Phương Ly và Hồng Loan kính chào quý khán giả. Chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình Mua gì ở đâu với sự đồng hành của Sài Gòn Co-op. Chương trình với chủ đề thực phẩm sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán giả những thông tin mới nhất từ thị trường. Mời quý vị cùng theo dõi. Kính thưa quý vị khán giả, nhằm tạo một mùa hè ý nghĩa bằng những hoạt động trải nghiệm thực tế hấp dẫn, mang tính rèn luyện và giáo dục cao cho học sinh, chương trình trải nghiệm một ngày làm nhân viên siêu thị đã mở rộng với quy mô toàn thành phố Hồ Chí Minh và thu hút sự tham gia của hàng trăm học sinh đến từ nhiều trường trung học phổ thông. Đến với chương trình, các em có một ngày để học lý thuyết và một ngày thực hành thực tế tại các vị trí như thu ngân, nhân viên dịch vụ khách hàng với nhiều công việc khác nhau. Đối với tổ ngành hàng, các em sẽ học về các nhóm khu vực hàng hóa trong ngành hàng, thực hành trưng bày hàng hóa, hỗ trợ đóng bàn cho rau củ, trái cây. Trong khi đó, đối với tổ thu ngân, các em sẽ được thực hành sắp xếp hàng hóa trong bao cho khách. Tại quầy dịch vụ khách hàng, các em được học cách làm thẻ, phát quà khuyến mãi và gói quà cho khách hàng. Giúp cho các em có thêm những cái kỹ năng xã hội, được trải nghiệm trong những cái môi trường công việc chuyên nghiệp của hệ thống bán lẻ ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Và từ đó có thể giúp cho các em hiểu thêm về cái kỹ năng giao tiếp cũng như là sự tôn trọng người khác trong cái quá trình giao tiếp của các em. Cái hiệu quả chương trình chúng tôi có về khảo sát thì các em cảm thấy rất là yêu thích và rất là mong muốn để được trong năm 2019 sẽ được tiếp tục để tham gia trải nghiệm. Vừa trải qua được một ngày em được học tập ở đây á, thì em biết được là mình có những cái việc cần phải làm. Đầu tiên á, là mình cần phải đáp ứng được nhu cầu của khách hàng, mình phải biết tôn trọng họ. Chương trình do Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Đoàn Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức dành cho học sinh trung học phổ thông trải nghiệm thực tế tại hệ thống siêu thị Co-op và Co-op Extra. Năm 2019, chương trình sẽ kéo dài từ nay đến ngày 5 tháng 7 và được tổ chức tại hơn 30 siêu thị trên toàn địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Một thông tin thú vị tiếp theo mà Mua gì ở đâu muốn chuyển ngay đến quý khán giả, đặc biệt là cho những ai yêu thích lịch sử. Thưa quý vị, 20 năm qua, một người đàn ông tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tìm kiếm, lưu giữ những kỷ vật của chiến sĩ biệt động với mong muốn mở các quán cà phê để đưa lịch sử lại gần hơn với công chúng. Đây là quán cà phê do anh Trần Vũ Bình, con trai của chiến sĩ biệt động Trần Văn Lai làm chủ. Tại đây có sự xuất hiện của những món đồ quý giá từ thời chiến tranh như tivi, đồng hồ, xe đạp, xe hơi, nhiều bức ảnh và các giấy chứng nhận. Điểm đặc biệt là quán còn có một lối đi xuống hầm bí mật với miệng hầm chỉ vừa một người chui, nhưng bên dưới rộng khoảng 2m, dài 8m và sâu 2,5m. Căn hầm này từng là nơi chứa 2 tấn vũ khí chuẩn bị cho Tết Mậu Thân năm 1968. Dạ, em đến quán này cũng được 2-3 lần rồi á. Em thì biết quán này thông qua bạn của mình. Em đến vì nó kiểu như nó hơi chất cổ xưa một xíu á, giống như Việt Nam mình hồi xưa vậy á, nên là nhìn có vẻ hứng thú. Mình mừng nhất là các bạn đến mà không phải đến một lần, mà đến quay lại nhiều lần nữa, đưa bạn bè đến, rồi đưa gia đình đến, có người đưa cha mẹ đến, mà cha mẹ nó giống như tôi nói nãy là muốn dừng cái tim lại để thấy cái đồ vật cũ đó. Cái đón nhận của các bạn rất là nhiệt liệt. Quán cà phê Đỗ Phủ hiện nhận được sự quan tâm của nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ. Quý vị khán giả của Mua gì ở đâu có thể đến thưởng thức cà phê, chiêm ngưỡng các kỹ vật và nghe lại những câu chuyện về lịch sử tại quán với hai địa chỉ thuộc quận 1 và quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh. Quý khán giả thân mến, tháng 6 là thời điểm hoa sen đã đến mùa nở rộ. Trong những ngày gần đây, hoa sen không chỉ tràn ngập ở các thủ phủ như Đồng Tháp, Hà Nội, mà hình ảnh những chiếc xe chở đầy sen, hạt sen cũng đã xuất hiện trên các tuyến phố tại Thành phố Hồ Chí Minh. Theo ghi nhận, sen được bày bán hầu hết là sen Đồng Tháp với đủ các loại gồm hạt sen tươi, hạt sen khô, tim sen, gương sen v.v. Một số tuyến đường Phạm Ngũ Lão, Quang Trung thuộc quận Gò Vấp, quốc lộ 13 quận Bình Thạnh cũng nhộn nhịp cảnh mua bán sen dọc lề đường. Giá sen năm nay tăng nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái, mỗi loại tăng từ 10.000 đồng cho đến 20.000 đồng trên một ký. Trong đó hạt sen tươi dao động từ 35.000 đồng cho đến 170.000 đồng trên một ký tùy loại. Riêng hạt sen khô có giá từ 200.000 đồng cho đến 220.000 đồng trên một ký. Tim sen cũng được tận dụng với giá bán lên đến 500.000 đồng một ký. Sen là một trong những loại thực phẩm ngon, bổ dưỡng nên được nhiều gia đình lựa chọn.
Chỉ mới đầu mùa nhưng theo các tiểu thương, nhiều người đã đặt mua sen bóc sẵn để tích trữ ăn dần. Hiện tại giá sen tại các nơi chưa được ổn định, vẫn có sự chênh lệch cao. Chính vì vậy, quý khán giả có mua gì ở đâu cần tham khảo trước hoặc chọn mua ở những cơ sở uy tín để tránh tình trạng mua sen với giá cao hơn thị trường. Tiếp theo chương trình là một thông tin mà chắc quý khán giả có sở thích ăn vặt không thể bỏ qua. Mới đây, thương hiệu đồ ăn vặt đến từ nước Anh, Brobercon vừa cho ra mắt dòng snack khoai tây đậu lăng với tên gọi Brobership. Brobership ra đời với 4 hương vị barbecue, ớt ngọt sriracha, muối biển, kem chua và hẹ. Đây là dòng sản phẩm sử dụng các gia vị tự nhiên như bột đậu lăng, bột bắp, bột khoai tây, dầu hoa hướng dương, v.v. Không dùng màu hay hương nhân tạo, không có gluten, chứa dưới 100 calo cho mỗi khẩu phần và hoàn toàn phù hợp với người ăn chay. Probership hiện tại đang được bán với dạng gói nhỏ 20g với giá khoảng 24.000 đồng và gói lớn 80g với giá khoảng 59.000 đồng. Để đặt mua sản phẩm, quý khán giả có thể truy cập vào trang web chính thức của thương hiệu này hoặc vào trang mua sắm trực tuyến Amazon. Còn với những ai có sở thích đặc biệt với cà phê, chắc chắn cũng sẽ thích thú với thông tin này. Thưa quý vị, sản phẩm cà phê dạng lon uống liền đầu tiên của Costa Coffee, chuỗi cửa hàng Coffee House lớn nhất tại Anh Quốc đã được ra mắt. Dòng sản phẩm này sẽ bao gồm 3 mùi vị là Classic Latte, Caramel Latte và Black Americano. Đây là dạng cà phê tự nhiên, được pha trộn bằng phương pháp Mocha Italy Signature Blend truyền thống từ người sáng lập chuỗi cửa hàng Costa Coffee. Dưới sự giám sát của ông lớn Coca-Cola, việc giữ lại hương vị cà phê Ý nổi tiếng của Costa luôn được đảm bảo. Bên cạnh đó, tất cả những hạt cà phê dùng cho các sản phẩm của Costa Coffee có nguồn gốc chứng nhận bền vững Rainforest Alliance, thể hiện sự thân thiện và bảo vệ môi trường. Mỗi lon 250ml của Costa Coffee đều có thể tái chế được. Dòng sản phẩm này sẽ được ra mắt đầu tiên vào trung tuần tháng 6 tại Anh Quốc, sau đó sẽ ra mắt tại Ba Lan và Trung Quốc. Quý vị khán giả cũng mua gì ở đâu nếu có nhu cầu có thể tìm mua sản phẩm thông qua website của Amazon Anh Quốc sau khi sản phẩm đã được bán ra. Hiện nay, việc sử dụng nước súc miệng để làm sạch răng đã không còn xa lạ với nhiều người. Hơn nữa, nhiều người còn có thói quen dùng nước súc miệng thay thế việc đánh răng vì tính tiện dụng của nó. Tuy nhiên, việc lạm dụng nước súc miệng sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây bệnh cho răng miệng. Các dung dịch nước súc miệng thường giúp loại bỏ vi khuẩn, làm sạch khoang miệng và tiết kiệm được thời gian. Chính vì vậy mà nhiều người đã dùng nước súc miệng thay thế cho việc đánh răng mỗi ngày. Tuy nhiên, bác sĩ cho biết không nên quá lạm dụng sẽ gây ra nhiều tác hại cho răng miệng. Nước súc miệng nó có lợi trong những trường hợp như là mình có can thiệp phẫu thuật gì trong môi trường miệng, mình không thể đánh răng được, mình chỉ sử dụng nó tạm thời thôi. Tại vì khi mà mình sử dụng nước súc miệng nhiều quá thì nó có thể là cuốn trôi luôn tất cả các vi khuẩn có lợi trong miệng, thì nó sẽ làm thay đổi cái pH ở trong cái môi trường miệng và nó làm ảnh hưởng đến cái về cái mấy cái niêm mạc miệng của mình. Nguyên nhân chính dẫn đến hơi thở có mùi là do vi khuẩn phát triển ở vùng phía sau lưỡi, do đó đánh răng sẽ hiệu quả hơn. Thêm vào đó, quý vị khán giả chỉ nên coi nước súc miệng là một vũ khí hỗ trợ kem đánh răng thay vì sử dụng nó để thay thế kem đánh răng. Bên cạnh đó, mỗi người cần đi khám răng định kỳ 6 tháng một lần để phát hiện sớm các vấn đề răng miệng và điều trị kịp thời. Trở thành đại lý kẹo gạo lứt Colorman chỉ với 3 triệu đồng. Anh nhanh tay phát tài ngay. Quý khán giả thân mến, cơm chiên vốn là món ăn quen thuộc với nhiều người. Vì vậy mà hôm nay, mua gì ở đâu sẽ mách nhỏ đến cho quý khán giả món cơm chiên hạt sen. Sự kết hợp độc đáo này chắc chắn sẽ làm món cơm chiên đơn giản thêm phần ngon miệng và giàu dưỡng chất hơn, đặc biệt là trong thời điểm mùa sen đang nở rộ như hiện nay. Thêm một món ăn đặc sắc cho thực đơn món chay của bạn đây. Với cơm chiên hạt sen, vị ngọt, tính mát của hạt sen quyện cùng những hạt cơm dẻo ngọt, cộng với cái dai dai và hương thơm của nấm, kết hợp với rau củ, tất cả hòa trộn vào nhau, tạo nên một món cơm chiên thơm ngon đậm đà hương sen. We'll be right back.
Quý vị thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Cảm ơn nhãn hàng Sài Gòn Co-op đã hỗ trợ chúng tôi thực hiện chương trình này. Quý vị có thể theo dõi thêm chương trình Mua Dĩa Đâu của chúng tôi thông qua kênh Facebook và YouTube. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo cùng trên kênh HTV7.